Thưa quý vị, trong khi việc Formosa xây dựng một đường ống xả thải ngầm dưới biển không phải là một câu chuyện gì bí ẩn, câu hỏi về việc có hay không việc xả thải của Formosa đảm bảo những tiêu chuẩn cần thiết trước khi đổ ra Biển Đông, thì ngày hôm nay dư luận lại tiếp tục đặt nghi ngờ về thông tin doanh nghiệp này mới đây đã nhập về một lượng lớn hóa chất để thực hiện việc xúc rửa đường ống này. Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày hôm nay đăng tải một bản danh mục, theo đó Formosa đã nhập 45 loại hóa chất để xúc rửa đường ống. Và từ đầu năm đến nay, Formosa đã nhập khoảng 297 tấn hóa chất vào Việt Nam để phục vụ quá trình thi công và chuẩn bị vận hành nhà máy. Trong đó có các chất chống rỉ, chất làm sạch bề mặt kim loại và chất tẩy. Còn theo một nguồn tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Vũng Áng, ngày 16 tháng 12 năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh có nhập lô chế phẩm sinh học HSB-MB-BM hay còn gọi là vi sinh vật để xử lý nước thải. Các chế phẩm này có dạng lỏng được chứa trong các thùng phi trọng lượng là 200 kg một thùng. Được biết, các sản phẩm này do công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật môi trường Hán Lam Chiết Giang Trung Quốc sản xuất. Trước đó, Tổng cục Môi trường cũng đã xác định Formosa có vi phạm khi thực hiện việc xúc xả đường ống, nhưng không báo cho chính quyền hay cơ quan chức năng liên quan ở địa phương.